con cá nó nhảy đó. Chạy xuống nha. Con cá nè, cá nè, cá nè, phi. Ôi, rồi phi to nhỉ. Nào, đây, kéo đào. Hello, mến chào nhà trở lại kênh của Đạt nha. Đầu video Đạt chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, luôn luôn thành công công việc ở nhà. Hôm nay Đạt tiếp tục đi trị an xong rồi đấy ha. Hôm nay điểm câu của Đạt là ở bãi bê tông ha. Bãi bê tông 3 cả nhà. Đây. Đó, giờ Đạt sẽ xuống cần câu ở chỗ này ha. Thì hy vọng hôm nay sẽ có video cho nhà xem. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh của Đạt thì hãy cho Đạt xin một like với nhà, một đăng ký kênh và một chia sẻ để Đạt có động lực ra nhiều video câu cá hơn cho nhà xem ha. Rồi giờ không mất thời gian nữa, Đạt sẽ câu cá, mời cả nhà theo dõi tiếp video Đạt nha. Đây này nha, cái cây gác cần của Đạt đây nha. Nếu mà gác dưới đất thì nó sẽ cứng hơn ha, chống đất cứng hơn. Này Đạt cột lên cái ghế nha, nó không có chắc ha, nó nói chung là cũng ok nha, không được chắc ha. Đây do cái bãi bê tông nó cấm cái cọc không được nữa nha. Rồi cá vô đó. Cá nha ơi. Ồ, cá nè. Đây cá nha. Đó. Ồ. Ồ, thằng cá nha. Cái này nha. Con đầu tiên. Lên cá nha. Cá nè. Đấy. Cá nha. Nha. Thank you.
lên cá nha. Thế mà lại mất tiêu phao nè. Cá đang giật mạnh nha, giật nhẹ là xảy liền. Nó giật mạnh ha. Con kia lên cá nha. Kia lên cá. Cá trôi nha, cá phi anh. Cá phi hả? Cá nữa nha. Cái này sư phụ ha. Sư phụ bự bự không ạ? Lên cá nữa nha. Rồi đàn cá lên. Phi. Phi nữa ha. Trôi cái trôi nha. Lên cá trôi nha. Dở lên chạy hơn tóc nha. Lên hàng nha. Dở lên nó chạy hơn tóc nè. Ok. Cá nha. Cá to rồi.
có rô nè, có phi, ô rô phi to này. Đào, cái kéo đào. Lên cá này chạy dữ kéo ngồi cần hay dê kìa, rồi nãy hụt mấy lần rồi. Lên cá nữa nhờ. Đó, cá ở. Ừ, cái gì đây? Nó chạy dữ rồi. Trời. 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 Mày Vinh. Vinh chào bá luôn. Ôi mày Vinh cho bá luôn nha. Ôi mày Vinh luôn. Nhìn cho bá luôn. To thì cả, đủ mà to vậy mà cái thịt nó còn nhỏ lớn. Con đó phải ngoài 2 kg thôi mà mập. Nó chắc tầm 9. Đừng cá nữa nha, có đài đừng cá nó to nha. Lên hàng, lên hàng, lên hàng vậy trôi 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 vậy. Lên hình áo. Trôi à? Trôi chạy ghê.
trôi chạy đã luôn. Trôi chạy ghê. Chạy sướng ha. Ký không ta? Hơn ký ha. Chạy đã rồi chứ. Câu vậy mới sướng á. Câu cá giật vậy mới sướng. Giật cái lên liền đâu sướng đâu. Rồi đặt giờ nha ơi. Để đặt phe cánh quả cho nhà xem ha. Đặt đổ cá đi. Phe quả cho nhà xem. Đây nha. Đây, quả bữa nay cô đặt câu rồi nha. Đó, có được con cá mè dinh chà bá luôn ha. To hơn bằng tay đạt luôn nha. Đó, bằng tay đạt nè. To hơn bằng tay nè ha. To hơn bằng tay đạt luôn nha. Em dinh chà bá luôn ha. Cái bãi này bê tông này câu cá bằng đế ok nha. Bằng đế lại câu đài cũng ok nha. Người thủ của đài kia nhiều lắm. Đó. Đó. Quả của đạt ha. Nhìn chờ bá luôn nè. Rồi, quá đạt hôm nay vô đây ha. Thôi đạt xin phép kết thúc video đây. Hẹn nhau video sau. Bye.